Phong quang trên bảo à chốn đây, phong quang màn gì các quận châu trang hàng đầu. A di đà Phật.
Phật Ni Hoàng đi sớm đồng hoàng thờ có cần thông. Thank you.
ấm đình non xanh mà kém ai khéo đúc nghi đã để từ cùng là duyên nó mới nhiều nhờ nhiều sáng lưu phàm duyên là nên duyên nợ Hãy subscribe
là người hiểu thuần thạo. Tôi nhân nhân tích tinh đức hoàng bày chép biên cho rõ ràng. Bao nhiêu kẻ ngang nghĩ tàn bạo được toàn đi hại người, ông cho rằng trước thời sau lỗi nhầm có phá chi đâu. Sở nguyện bà được như ý, ông cho sở cầu tòng tòng tâm tâm. Đừng có ai khoe mình đã chọn đèn đường muôn phần. Cây đức kia mà đã kém thì hoàng cầm cân sao cho bằng. Lầy sai thập nhị các cô tiên nàng, cô nào tiện ngày mong mong sườn sang ra đứng. Tiên cô nàng cả xa nước xa tôi sơn ni lâm vừa ý. Ông bày gật đầu vô gối ba ba khe. Dâng nghi bộ khay đèn còn nàng đôi. Dâng nghi bộ khay đèn sẽ tàu xứ móc móc tìm mình làm vang. Sơn nghi hộp thuốc ngang còn nàng ba. Sơn nghi hộp thuốc ngang thế là vừa ý. Ông bảy hoang trốn sơn lầm lầm. Châm còn nàng tư đốt đi đình nhang châm ngọt đèn khêu cho tỏ tay cô cầm mà móc tim. Sơn nghi kẹo bánh bánh nguyên còn nàng nằm. Sơn nghi kẹo bánh bánh nguyên kẹo xìu cùng với thuốc lá thật là cảnh tiết ai dám mà. Hoàng con tuấn mã để cuối xuân nông đi chấm đồng. Này khúc đàn thông tiên cô nàng bày. Này khúc đàn thông miệng cá tay múa đàn ngũ cung nghe nó mà. Dâng nghi chiếc lược sao mi thật là mặc kéo thay. Yêu điều ai tây tiết cô nàng chín năm. Yêu điều ai tây ngày ngày cô mới dâng một đôi giày để hầu ông. Cầm đèn lồng lồng cố và quạt nước pha trà tiên cô mười một. Quạt nước pha trà ấm ấm tiên bình ngọc có đôi tay ngà cô dâng ra. Thì nào có ai dám sánh cùng.
thô mát tôi đông đông lên sai thô mát tôi quỳ đông đông phụ mũ nghinh đo đo dư công bảy hoàng về bảo hà tú tôi việc hoàng gia thôi trăng thanh canh hồng thấp